tài Linh đau đớn không kịp về nước viếng Vũ Linh. Người thân cho biết trước khi Vũ Linh qua đời, nghệ sĩ Tài Linh, đồng nghiệp thân thiết kịp gọi từ Mỹ về gặp ông lần cuối. Cháu gái Vũ Linh, ca sĩ Hồng Phượng cho biết một trong những điều khiến ông ra đi nhẹ nhàng trước khi mất là được nhìn thấy nghệ sĩ Tài Linh, người đồng nghiệp gắn bó nhất với ông thập niên 1990. Giây phút cậu tôi hấp hối ở nhà riêng, nghệ sĩ Vân Hà gọi video sang Mỹ cho Tài Linh, nhắn nhủ để bà đỡ sốc trước khi nhìn mặt ông lần cuối. Qua màn hình, Tài Linh khóc nghẹn nói, mong anh ra đi thanh thản, em xin lỗi vì không thể về kịp, ca sĩ Hồng Phượng nói. Đại diện gia đình nghệ sĩ Vũ Linh cho biết sau cuộc gọi một lúc sau, ông đã qua đời. Ca sĩ Quang Thành, đồng nghiệp Tài Linh ở Mỹ cho biết bà chưa về nước viếng Vũ Linh kịp vì sức khỏe yếu, sợ không chịu nổi cú sốc. Những ngày qua bà đau buồn, hạn chế nghe các cuộc gọi hỏi thăm của người quen từ trong nước. Bà cũng không dám xem lại cái trích đoạn tuồng xưa bởi nhớ ông nhiều, lại càng muốn khóc. Với Tài Linh, nghệ sĩ Vũ Linh vừa là người anh vừa là người bạn, giúp đỡ bà rất nhiều trên con đường nghệ thuật. Ông dìu dắt Tài Linh từng bước để chinh phục các vai diễn khó. Tôi luôn khâm phục sức lao động bền bỉ của anh. Thời gian sau này dù sức khỏe yếu, anh đứng ra tổ chức chương trình Người Đưa Đò, giúp các diễn viên trẻ tỏa sáng trên sân khấu với cải lương Hồ Quảng. Tên tuổi của Vũ Linh, Tài Linh vang danh khi kết hợp đầu thập niên 1990. Trong cuộc trưng cầu ý kiến do báo Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 1991-1992, nghệ sĩ Vũ Linh, Tài Linh được đông đảo khán giả bình chọn là một trong những đôi bạn diễn được yêu thích nhất. Trong bảng danh sách này, vị trí của họ chỉ đứng sau nghệ sĩ Minh Vương, Lệ Thủy, vốn là hai ngôi sao kỳ cựu. Đôi song Linh còn tham gia chương trình Mưa Bụi, hiện tượng video ca nhạc thời đó, giúp họ mở rộng thị phần biểu diễn, có thêm khán giả trẻ. Theo đạo diễn Thanh Hiệp, thời cải lương video phát triển vượt bậc, Vũ Linh, Tài Linh gây tiếng vang lớn với khán giả hải ngoại. Mỗi tháng có 15 vở diễn được dàn dựng, thì 10 vở góp mặt của Vũ Linh và Tài Linh.